We ready? Yay! There you are, that's from Santa. Right, can we do that? All right. Wow, look at that dress! Come now, don't get cooked again. Hello, mommy. Good morning. Sleep last night. Em chia đi gặp ông già Noel hả cô chú anh chị. Đây là trong một cái trang trại đó mọi người, nhưng mà ở đây trang trại cho nên là sình đất quá trời luôn nè, trời mưa nè cô chú anh chị, nó bảy lầy quá trời luôn nè, cũng đông á, Kim thấy xe quá chừng luôn. Chỗ này lúc trước Kim có dẫn chia đi một lần rồi, đi vô đây cho thú cưng ăn đó, động vật người ta nuôi đó mọi người. Đi vô đây mua vé ha, nếu mà một mình chi vô là 20 bảng Anh, còn cả gia đình đi luôn là 60 bảng Anh đó mọi người. Vô đây có cái gì thì một chút nữa Kim sẽ quay cho cô chú anh chị xem ha. Trong đây có mấy con bọ này cô chú anh chị. Bây giờ đây giống như vô trong cái hang động quá. My friends, here were you guys stood as well? You stood amazing. Thank you so much for the consultation. Really good. There you are, that's for Santa. As long as it's been early tonight. Can we do that? Well, do you guys? Chi, what you got? You want to open it? You want to go home and open it? I got in the trend, Chi. Go on the back, you can. On the body, Jay, like the pepper big. Pepper big must light it, light. Đây là eo kia chứ. Santa on the eo and the back. On the animal, oh, we got Santa struggling with that. No, the eo. Xin chào, come back, go to. And Santa for cookies. That's right, cookies for Santa, isn't it, babe? And the milk. Milk for Santa. And the milk for Santa too. Rồi để ngay lại. Rồi để đây. Rồi đi lên lầu đi ngủ nha. Go upstairs, go bed, and then in the morning we go downstairs and we see if the Santa eat all the cookies and the milk or not. Yeah. And we're all gonna sit and wait and see what happens, eh? Okay, babe. You excited? Let's go to bed then. Come on then, go to bed now, Gong. I'm too excited. Come on, you go to bed because he's going to be coming soon and we don't want to be awake if we see him, do we? Come on then, you go to sleep then, babe. All right. They look in the place. I know. Oh, hey, where the milk gone? And he's drinking and almost all the milk, look. Feel more, huh? Why he didn't feel it? We've got more, hey? Right. Go on then, babe. Elves are there as well, Chief. Hey, monkey! Wow, look at it! Wait. Where he wants it? Yeah, okay, all right. Wow, look at that dress! Oh, isn't that beautiful, babe? Hey, look. Let's have a look. Perfect, isn't it? Wow, Santa knows what size you are, doesn't he, babe? He's very smart, isn't he? Oh my god. Right. Look, something in your card. I won't forget. A bit of a... Oh, Gigi, come on, Gigi.
Oh, heavy, dear. Oh, the elf's gonna get crushed. Oh, that's and it. That's it, babe. Oh, can't see anything yet. Got a better idea, look. Flip it over. Flip it over, that's right. Well, go on, now you'll be able to see what it is, won't you? All right, babe, get all the rest of the paper off. You like it or not, did it, anything? Màu. Look at mặt mày coi coi. Tô màu sao dính lên mặt luôn rồi. Quá trời luôn, Santa đem quá trời màu cho Chi luôn nè, ông bà cô chú ơi. Đây nè, còn mấy hộp nữa nè. Em Chi lại đây tô màu rồi nè mọi người. Đồ chơi một đống đằng kia không chơi lại đây tô màu rồi. Ừ, đẹp quá. Hello Chi Chi. Xin chào con bà con chú ơi. Con đi đâu? Chi. Chi quên luôn rồi. Chi đi đâu? Ông bà nội. Đi nhà ông bà nội. Đi nhà ông bà nội. Đi ông bà nội. Rồi nói chúc mừng Giáng sinh ông bà cô chú đi. Chúc mừng Giáng sinh. Merry Christmas. Merry Christmas. Rồi. Rồi đi thôi. Đợi ba Chi vô khóa cửa nữa cô chú anh chị. Trời mưa hả mọi người? Dạ. Đợi ba khóa cửa. Hello cô chú anh chị ơi. Bây giờ đang chuẩn bị đi qua nhà ông bà nội Chi này cô chú. Thì ngày Giáng sinh nhà Kim sẽ qua ăn tối nhà ông bà nội hả mọi người. Hai anh Chi thì đã đi về nhà của mẹ rồi. Sáng mẹ đã đi tới đón rồi cô chú. Thì sáng hai anh ở đây mở quà xong rồi đi về bển ha. Hôm nay bắt đầu từ hôm nay là Kim sẽ không có quay hai anh Chi nữa. Tại vì hai anh Chi không có muốn anh hai á, thì nói là không có muốn xuất hiện trên video. Giống như là bây giờ lớn rồi đó mọi người, mắc cỡ đó. Còn cái anh ba thì không sao hả cô chú anh chị. Let's go. Rồi ba ra tới rồi. Hello honey. Xin chào con bà câu chiều. Let's go. Kim sống ở trong cái ngôi làng này nè mọi người. Đón tới nhà ba mẹ ăn tối luôn. Chú chồng Kim thì không có gia đình con cái gì hết. Cô chú anh chị thì đang sống ở trong viện dưỡng lão hả mọi người. Đây ở trong này. Trước kia Kim có đến thăm chú chồng rồi đó. Kim có đến thăm nhà chú chồng. Có một cái video Kim làm rồi đó mọi người. Cũng lâu lâu rồi đó. What about Grandad? I love the dress. That's okay. I love you, Grandad. And he'll give Brian a cuddle as well. Oh. Come on, let's have a look at Bobby. Go on, let Uncle Brian. Oh, poor Uncle Brian hasn't had a cuddle yet. No, wait.
Đây. Wait, đây là you got this. Yeah, đúng rồi, mẹ tặng Nanny đó, mẹ tặng cho bà nội đó. Đây bữa Kim lấy thêm cái này nữa, Kim tặng cho bà nội Chi, bà nội Chi mát thêm cái cây thông ha. Cây thông nhà nội Chi là có cái đèn này nè cô chú anh chị. Đây là những cái Chi Kim tặng nè. Này, run dad, run ma. Cái này là kéo lên kéo xuống nè Chi nè. Kéo cái dây này nè Chi nè. Kéo dây này là chạy nè. Nó có cái nóng. Ừ, Chi làm đi. Chị thích không? Làm bố mẹ. Ok. Đây, cái cây thông này nữa bà nội để đây. Đây là cái phòng khách. Ba Chi với lại chú. Chú Kim đang ngồi xem tivi. Ơi mày nghe, đây là cái thiệp Kim tặng cho mẹ nè. 3-4 năm rồi bà nội vẫn để đây ha cô chú anh chị. Từ lúc mà hai mẹ con Kim chưa có qua bên đây nữa đó. Ơi mày nghe. Ok, để mày coi bà nội có gì nữa nè. Bà nội có trái tim án lên tường nè. Trái tim cái này không phải bằng gỗ, này giống như bằng sắt, bằng thép gì đó. Đây. Ôi bà nội có cái đèn cày này đẹp quá à. Cherry nè, cái mùi thơm quá. Ơi cái hình của Chi bà nội Chi để đây nè. cái hình này Chi chụp từ năm ngoái nè ông bà cô chú. Đây cái bàn ăn của mẹ đã chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Cái này là giống như là ở Anh giống như là truyền thống luôn hả cô chú anh chị. Ăn sau bữa ăn Giáng sinh đó là sẽ kéo cái này ra nè. Trong đây sẽ có một cái món đồ nhỏ nhỏ với lại một cái câu đố vui, rất là vui nó. Ơi mẹ nghe con. Ok, đây là cái đèn này Kim tặng mẹ hồi đợt ngày của mẹ hả cô chú anh chị, Mother Day. Cái đèn ở trong có cái hoa này đẹp quá mẹ nghe con. Please, could I give you a tattoo? Ok, đây bà nội nè Chi. Bà nội lúc trẻ nè. Bà nội lúc nào cũng có tóc ngắn nè mọi người. Cái này bà nội đi du lịch ở châu Phi nè cô chú anh chị. Rồi phía bên đây có cái nhà ngoài này nữa. Cái nhà này ngồi để uống trà đọc sách ngắm hoa. Mùa hè ngồi ngắm hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Bây giờ là nói ra đó sẽ hơi lạnh đó mọi người. Dạ. Ok, xuống coi ông nội cắt thịt gà cái đã con. Đây, cái bức tranh này là cái người hàng xóm nhà đối diện Kim nè. Vẽ tặng nè cô chú anh chị. Ông nội đang cắt thịt gà. Ông nội có hai con gà luôn. Does it hurt? No. Đẹp quá. Cảm ơn Chi nha. It's cold. Not turned it off. Yeah. It's on 21 as well. Come on. No, this is yours. Oh, it I will. Excuse me fingers, but I'm going to grab the Yorkshire. Right. Right. Well, I'm not waiting around, I'm getting tea. Have you got some of this one, yeah? Yeah. TG, you need to eat now as we talk. Back in the garage and all that sort of stuff. Like plastic bags. Come on, listen, pumpkin. And then we just empty it out in this thing. Are they going to win? I don't hear anything. Just saw this massive bone sticking out of the ground. Okay.
Đi nhà ông bà nội vậy rồi nè cô chú ơi, ba Chi đang ráp đồ chơi cho Chi. Một cái nhà khổng lồ hết mọi người đây nè. Cái nhà ba gian ba tầng luôn cô chú ơi. Quá trời lớn rồi, bây giờ cái nhà đầy đồ chơi luôn. Từ ngoài phòng bên kia nó phòng ăn rồi qua tới phòng bên đây. Đây nè, quá trời đồ chơi của Chi, không có chỗ để luôn nè cô chú ơi. Đây em Chi đang làm này nè. Làm kẹp tóc, cài tóc này hả Chi ha? Chị làm tới đâu rồi? Chị gắn được như đây rồi đó hả? Xin chào ông bà cô chú ơi. Xin chào cô bà cô chú. Bữa nay chị vui không? Xin chào cô bà cô chú, con vui. Bữa nay chị được nhiều quà chị vui không? Rồi chị làm nữa đi. Hôm nay là ngày 26 tháng 12 hả cô chú anh chị, là ngày Boxing Day. Hôm nay Kim sẽ nấu ăn hả cô chú anh chị, thì có ba mẹ chồng và chú chồng Kim đến nữa. Kim làm đùi cừu nướng mọi người. Hey, darling, how are you, love? Yeah, I'm good. You know, right, see this? Yeah. Oh, crikey, sorry. Yeah. This. I just got that from the... that's from you. Yeah, Uncle Ted gave me that. Goodness gracious. I know, so I'm going back to 1973. Yeah. He got it on KLM and flight when they were going to Australia. I wonder if this from you too. Yeah. That's KLM also. Yeah. And so Tony has those, and I thought, oh God, yeah, well, they may as well have that. But it actually had something like gin or vodka in with a little stopper. Yeah. Thanks, Kim. Yeah, Uncle Ted. Take me phone. It's nice, isn't it? Yeah. Sorry. Dutch. Don't spoil your arrangement, Mrs. Lynch. I'm saying, no, I don't have enough house. Talk. Okay, Uncle. That's what I pay, Uncle. Oh, looks lovely the house, Kim. Oh, thank you. Is she doing well? You look nice. Thank you. Yeah, you don't have to cook today, so. No. No. I know. Guess who's lumbered, didn't it? Thank God for that, she said. I brought that thing, Tony said. Anything, babe? No. You alright? Mm. You sure? Want a cup of tea or something? Yeah. Great support for ventilation, but yeah. That's something there. The cabinet's a bit further up as well. I think that's okay. Yeah. Mum says they're okay. Bloody, I'll tell you with that thing on the side. I think I'll come down to the side.
Cho em đây mặc áo dài nha bà cô chú. Is it good? It's a lot of love here, uncle. It's beyond good. You not go home until it's finished.